Đừng cầm ông lại làm Ơ bố tôi tiếp lại đi. làm bố tiếp này. Mệt vãi. Và tôi lại một may quá, tự nhiên nãy đang thui. Yeah. Có cả cabin lock này hay vậy. Để Tôi coi xung quanh này nó có đồ chơi gì không? có thể dùng cái này tôi khóa mấy cái đồ kiểu No. Đừng. thùng vào. Làm người ấy làm thế. Tôi Trời phải ơi. làm thế ông ạ. Tôi không thể nào để ông đụng vào mấy cái này được. Tôi để ông thắng quá nhiều rồi. Bố gì như le vậy mà nói. Giờ là phải độc quyền à, độc tài, không không cho con đụng vào nữa, nguy hiểm lắm. Cái gì ở đây? Không Ham. không biết tại sao là mẹ chia tay bố rồi. Holy Đồ. shit. Có Ôi phải là mẹ mẹ rồi tên khẩu là súng này. Vương không bố? Cái đệt mình không chui vào lấy khẩu súng được. À được, cái lấy rồi. Có gì? Đâu? À. Ê, đâu, 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 À không ra được. God. À rồi ra rồi. con nghe cái chữ súng đó. À Ôi. mình nhìn gì đâu? Ê mày đụng vào cái gì đâu? Giờ tao kia. Giờ tao phát xít rồi, mày mày đụng vào cái gì là mặt mày chết. Bố tin con mấy cảnh sát không? Kệ Anh lấy cái này là dạ giống con nít nha. cái này Ô nguy hiểm ạ. có cắm điện này bố. Là sao để cắm tay vào điện nè. Ok, khóa mấy cái này ạ. Rồi, khóa hết mấy cái tủ này. Ok. Đâu rồi? Kia đâu rồi? Đâu rồi? Đang 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 À, đang đang tìm cách để đúc tay vào ổ điện không? xin lỗi đi. Bố bố Đơn giản bố vậy có à? cách nào? Có, đấy là vứt cái này đi. Không Nước nên đâu đụng rồi vào bố, nước nữa. rồi. Ủa, nước ngọt đâu rồi? Có nước ngọt ở đây mà. À, đi chơi này, đi Đó. đi. Không còn còn có cách, còn có cách. Ngươi định làm trò gì? Ngươi định làm trò Đi. gì? Bố bố cho con đổ rác một cái. Ở đây có thùng rác đây. Là Để đây. làm sao để đổ rác được. Ok. Đây Đổ đây một cái. đây đổ Đổ đây. đỡ làm con em. Đổ đấy, đổ đấy đấy. À, con ăn nha. Ê ê ê ê ê ê ê ê à, không à, quân lừa đảo hết sạch rồi. Có hoa quả nhét vào mồm là không ăn được. Nào 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 ok kìa. Không đi ạ, 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 chết rồi, chết rồi, chết rồi, cái que rồi, cái que rồi, cái que rồi. Không gì được con. no Yeah. no Anh đi mát nó bố ơi, mát quá. Trời không ơi. no no Nhà no no giọng nó no mới lạnh nó no đi. Ôi, à no, 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 à không no. lấy ra được. Quý quý không. Nào không no à à không không sao lại thế. No Thôi, không có chuối đâu, không có chuối đâu. ăn No. ăn 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 đi. Không No, có không, chuối. ta còn mất hiểu, ta còn mất hiểu kìa. No. No. Ơi, ơi, no, đừng, 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 Ăn đừng táo. Đó đấy. Dạ, 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 dạ. Thôi, ê, đừng, đừng, đừng mất Dạ, ăn dạ, nữa. dạ, Ơi, dạ, từ từ dạ, từ từ. dạ, dạ, dạ. Có cái No, này, có cái này. no, không, không, Có, không, ê, không. ê, đừng, đừng, đừng nhóc lại. Không, 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 Ê, không. gì vậy? Cái ổ Đấy. khóa đâu rồi? Cái ổ khóa vẫn đâu rồi? Không. Chắc Yeah. vậy. No, no, Yeah. no, đi ra nhanh. What? Tao kia. Lao, lao. Không. Lên tới lè rồi, lên tới lè rồi. Không, Cái nào mà no. đây giờ đây ông Không, bơ lơ ra, không, lao, ông bơ lao, lơ lao, lao, à, ra bố. Ông lấy con gì ông ta? không nào, không, Hết rồi, hết rồi, hết rồi. cái chìa khóa đây rồi, cái ổ khóa đây rồi, ổ khóa đây rồi, ổ khóa đây rồi, đóng khóa lại, khóa lại, không khóa được à, làm gì này, sao bay bay này, sao bay bay này, no, khóa rồi, Ôi, khóa rồi, tình hình là khóa hết, con đang khóa hết. tình hình là con đang ôi Yeah! ôi Yeah! Yeah! quá Yeah! cái gì vậy Bây giờ thì tôi là con đúng không? Bây giờ tôi là con ông. Ông cứ liệu hồ đấy. Liệu mà cất hết đồ đi. con ơi bố Ơi. nó còn một tin này Dạ ông có nghe gì? không? Gì thế à bố? Bố. Mày là con nuôi. No, tôi đi chết Mày là con đây. nuôi. À. No. Đâu rồi chui vào ổ rồi. Bây giờ tôi đang ở dưới rồi. bếp, tôi sẽ ăn hết đồ dưới. Ôi giờ đâu ra đây, nhanh vậy, nhanh vậy, nhanh vậy, nhanh vậy. Ê, tôi lấy được Ăn đi, cái. ăn đi. Nè, Ô, ăn ô, đi. ô, đâu rồi, ô, đâu Đúng rồi, ô, rồi. Ông biết đây là cái gì không? Ông biết đây là cái gì không? Đây là cái dĩa. Ông có biết khi tôi cái đệt. Cốt cái kia. Tránh xa tôi ra. Tôi sẽ mở cái này ra.
Ơ à, kìa, không chỗ này khó vỡ quá. Đây rồi, không biết đây là cái gì không? Lại bị rồi. Sao nào tôi làm con ông tâm là như nào? Saki, ông trêu tôi đúng không? Ông cố tình đúng không? Tôi ăn táo này. Ông đâu rồi, Saki ơi. Saki ơi, Saki ơi. Saki ơi. Saki, tôi không nghe thấy ông nói gì cả, Saki ơi. Saki đã rồi. Ok, đẹp. Lại nghe rồi đấy. Đâu, nghe cho mà đang ăn ứng lúc nào? Ơ dao đây rồi. Ê, đúng, đúng. Không có chết. Tôi sẽ ngồi vào tòa này tôi ăn hết pin. Cho nó ăn cái nào? Tôi uống hết cả dầu họa, dầu các kiểu này. Ồ, phê quá. Hai. I'm so high right now. À có fork à. Giờ tôi sẽ làm quả quyết định ông ạ. À, cái đệt, đừng làm vậy con. Ông ơi, tránh xa tôi ra. Đừng. Ông không phải bố thân của tôi. Ông không phải bố thân của tôi. Ông đừng. À, ông không phải bố thân của tôi. Ông tránh xa tôi ra. No. Ông tránh xa tôi ra. Ông tránh xa tôi ra. No. Ơ, sao không được nhỉ? Không được à? God damn it. Đây, có kiếm thuốc cho con. Còn lâu. Ủa, còn lâu nhá. Ôi, còn lâu nhá. Cái nào vậy ta? Ồ, tím hết cả màn hình kiểu này. Đầu tím kiểu này sắp chết rồi. No. Sao mỗi lần làm bố anh? Ok. Để bị lắc gì vậy? Sao tôi không biết ông mỗi lần nào ông làm bố là y rằng ông có vấn đề. Bây giờ tôi sẽ làm bố tiếp. Tôi sẽ tôi không rồi đen không ơi. Tôi có búa rồi. Ô tôi chết rồi. Ô tôi xong tôi rồi. Thôi xong tôi rồi. Thôi xong tôi rồi. Không. Không, tránh xa ra. Tránh xa. Không, tôi lơ tay. No. Tránh xa ra. Cái gì vậy? No. Cái này không phải là tránh xa. Chơi mới. Ăn ngon. Nào. Nhóm. No, ăn được kìa. Ôi, holy shit. Ôi, chết luôn kìa. Đệt. Bên vai. Tôi không biết. Vừa. Tôi chơi ngay vừa lờ. Bên vai. Chơi vừa rồi. Rồi, thôi đừng làm bố nữa là bố thu lại à. Làm con dễ chơi, dễ thắng hơn mà. Làm con dễ thắng hơn, làm bố cần về kiểu chiến lược ra các kiểu. Nguy hiểm lắm. Đây là bố phải có skill không ơi? Có skill rồi. Rồi rồi. Giống như là cầm cái cây rồi mà bắt một con vô á, uống thuốc tùm lum này nọ. Rồi. Tôi đang chơi đàn piano, tôi là Mozart mới sinh ra. Rồi. Ok. Tôi sẽ. Nhưng mà không. No. Đi chơi mà gì căng thẳng ấy, đi chơi ơi, gì đâu. Cái gì kia? Cái gì đây? Cái. Oh, pin. Oh. No. Smoke detector. No. Uống thuốc này. Nó chả phải pin đâu ạ, nó là cái gì cái nó là này, uống thuốc này. Tôi có ăn đâu, tôi có ăn cái viên kẹo đâu. Em nhầm cái pin này đâu. À, con vô nhà tắm đi, vô này okay, tắm đi con. Ok. Vậy đây. Cho. Ê, tắm đi. Yeah. Alo, tắm. Đây. Ê. Oh. Oh, phê quá. Holy shit. Ồ, phê quá. Thôi, bố đang thật ra bố là thằng người con đứng nó đứng đi. Phê bờ lờ ra. Ồ, phê quá. What the fuck? Giống được. Giống được. Ờ chết rồi. Ê, đâu đóng cửa không? Đấy, đúng rồi. Ê. Ơi, sướng quá. Ơ sao nó sao tắt đi? Ai chưa tắt đi? Chưa vẩn vai. Con phải biết là tiền điện, tiền nước tháng này nó bị tăng con ơi. Thế à, thế thì ông là bố mà ông không lo nổi tiền nước, tiền ăn, tiền uống cho con là sao ông vô dụng ấy. Bố vô dụng ấy. Thật ra là bố thất nghiệp mấy năm nay rồi, ở nhà của con. Mẹ vẫn đi làm này đó. Đây là lý do tại sao mẹ tôi bỏ ông đi đúng không? Tất cả là tại ông. Tôi sẽ đi tự vấn. Tất cả là tại ông. À. Tôi chửi trong này. Bố sống bằng tiền của mẹ mà. Holy shit. Đâu rồi. Đi rồi. Holy shit. Đi chơi rồi. À, hình như tâm nhà bếp thì phải. Ừ. Phải không? Ừ. À, không, nhanh thế. God damn it.
Tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. À, ăn cái này. Không. Không ăn chạy cây gì hết. Không ăn chạy cam này. Cây gì hết. Không ăn chạy. Nó đi. Không ăn. Đúng rồi. Tôi sát lại hết rồi. Đẹp. Fuck. Thật ra là có phải bật công tắc lên mới được mới chết được. Có vụ bật phải bật công tắc mới lên mà chết được á. Công tắc này nè. Thế á? Thế á? Ô đây có sơn này! Sơn ngon vãi! Sơn ngon thế! Ô! Sơn này! Phê quá! Cái gì trong này ở đây? Cái gì ở đây? Sao ông bị lag à? Không, hồi nãy mới bị rồi. Đây là gì đây? Tôi đang lên trên này, tôi không bay vờ lờ ra. Tôi phê quá, tôi phê quá, tím le, tím lét rồi. Không. Đến giờ ăn rồi. Yeah. What the fuck? Chơi con dây thẳng hơn mà. No. Cái mốt phải try hát là bố mới được. Try hát là bố. Giờ hãy xem sức mạnh của thằng bố ở đây. Bố chuyên nghiệp rồi này. Bố thử đập vỡ chai ra coi. Con okay. Khôn đấy hả con? Con vừa rồi. Khôn vừa phải. Khôn hết cả phần bố rồi. Gì vậy con? Theo thông tin từ ông chú, từ Viettel là nhưng mẹ của bố là tên là Vân phải không? Thực ra thì mẹ của bố tên là Mây con ạ. Thế là con nghe nhầm. Mày. Ông chú con đi ngại nghe lung tung rồi. Lại đi nói với va vẩn rồi. Đáng tinh. Ông kìa. Làm gì đấy? Rau find the power. Đây nè. Blue. Đâu rồi? Rồi. Nào. Tên này có chỗ thoát hiểm. Không có chỗ thoát hiểm đâu. Không có chỗ thoát hiểm gì đâu. Tránh xa xa. Ủa, có mà, tránh xa ra. Tránh xa cái chỗ thoát hiểm này ra. No. Không. Bố nhỏ xíu vậy. Bố siêu. Bố. Đấy, đóng cửa vào. Không. Rau. No. Tránh xa cái chỗ này. Tên này có gì đây? Chỗ này nhiều thứ vãi. Nó ngọt. Nhọng. Ông này ăn cái gì đấy? Nhọng. Ông này ăn cái gì đấy? Hình như là nước ngọt bố à. Lào thật kiếp. Trong đây có gì? Không có cái gì hết, trong này chẳng có cái quái gì hết. Trong này chẳng có gì hết. Có cái thùng sơn. Đó là rớt nè. Đâu, làm gì có thùng sơn là sơn à? Làm gì có? Thùng sơn rỗng. No. Trời ơi, tiếng lẹ rồi nè. Tiếng lẹ rồi bố ơi. Cái gì? Tiếng lẹ rồi, tiếng lẹ. Sao lại tím rồi? No. Ơi, không ăn táo đâu. No. Không ăn táo vào sau à? Nhét vô vậy. Vắt về ăn. Cô giáo vậy là phải đổ rác, bố đổ rác những con đi. Còn lâu. Cút á. Đừng có sờ vào cái thùng rác này. Con sẽ đi lên lầu kiểm tra xem. Thực ra thì bố không nghĩ trên đầu có gì đâu con. Con trai của bố. Thật ra là có con biết cái mấy cái sống đường ống của cái nhà này rất là rảnh nha. Cái Great Room of Great Achievement bị khóa. Như là ông phải dọn dẹp quần áo là ông được achievement gì á. Thế á, thì tôi thử xem. Trong nhà. Thử đi, giờ con đi kiếm cái gì đó hai chút. Tôi cất hết mấy cái đồ này trên bàn đã nguy hiểm ấy. Hình như ở góc phải có thời gian không ông bố? Cái gì? Hình như là không? Thế, không biết là gì á. Ủa kìa! Thằng này ra chất sắt! Chưa gì màu xanh rồi! Chưa gì màu xanh rồi! Thôi con lên lầu. Chưa gì màu xanh rồi! Mà cái nào đó con đã xuống dưới rất là nhanh. Nhanh vãi! Chưa gì thì màu xanh rồi! Hết cả thuốc. Mà cô có biết là con đành hệ thống đường ống nhà vô bố siêu ấy! Kiểu bé tí không? Biết cả đường ống hệ thống nhà, thiết kế ở nhà như nào? Xài trắng lại rồi. Trắng lại rồi. What the fuck? No! Yeah! No! Yeah! À đúng rồi, cái góc phải là cái thời gian chết á. Tôi không biết, tôi nhìn này thế nhưng mà chả kiểu không phải ra ấy. Thử thấy cái thanh lực rồi để chạy. Ôi đây, đây có là... cái đường ống này rất là đẹp bố ơi. Đâu vui đó. Này là đường ống này rất là đẹp này. Đó. Chỗ này gì? Xe tôi. Oh shit. Bố ơi thật. Bố, tao không ngờ bố là người như thế. Cả. Không ngờ luôn đấy. Cái gì?
Cái này là xúc xích. Đây là xúc xích nhựa, ông hiểu không? Cái xúc xích nhựa này để cho bọn trẻ con nó chơi, không biết gì cả. Thằng con này. Chị tay vợ cái bố chị để mua cái đó rồi. Oh my god. À, tụi nó chạy được kìa. À, con đang ở một nơi rất là đẹp đẽ bố. À, no. No. Chạy đâu rồi? Chạy đâu rồi? Thằng thằng con kia, thằng bất hiếu. Thằng rồi. Yeah. 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 Hết rồi. Tôi vô cái giặt rồi mà. Nhưng mà chưa bật, chưa bật. Bật rồi. Bật rồi á? Ờ tôi biết hệ thống đường ống mà. Ờ, mệt vãi. Cho này bữa vãi. Ờ chắc là dừng lại đây được rồi ông ạ. Ok, ông nghỉ đi. Ông chào đi. Ê, thôi thế đi, bây giờ thằng con mình sẽ chui vào trong máy giặt nốt, còn tôi sẽ đi mua đồ ăn về cho cả nhà ăn cơm. Thực ra cả nhà thì có mỗi thằng bố với thằng con thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của mình. Hãy sang ủng hộ Zaki Natsumi. Kênh tìm ở trên YouTube thấy ngay, không cần phải link thì tôi sẽ đặt xuống description sau. Thì goodbye. Đến với trang g22.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng.